Kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin bóng đá Việt Nam mới nhất của kênh chúng tôi. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Cuồng Bóng Đá Việt Nam để theo dõi và ủng hộ cho chúng tôi. Và sau đây là những thông tin bóng đá đáng chú ý trong 24 giờ qua. Pau FC thắng tuyệt đối hay không? Quang Hải được trọng tài xin lỗi, cổ động viên Pháp sung sướng. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải không được chấm điểm cao trong trận Pau FC thắng Annecy 2-0 tại vòng 12 của Ligue 1. Trong chuyến làm khách trước Annecy tại vòng 12 của Ligue 1, Quang Hải được tung vào sân ở phút thứ 82 để thay cho Edi Civici. Do đội nhà đang dẫn 2-0 nên tiền vệ người Việt Nam chủ yếu hỗ trợ hàng phòng ngự. Theo thống kê của SofaScore, Quang Hải có 5 lần chạm bóng, chỉ chuyền chính xác 1 trên 3 đường chuyền và có 4 lần mất quyền kiểm soát bóng. SofaScore chấm Quang Hải 6,4 điểm, là một trong những cầu thủ có điểm thấp nhất của Pau. Thực tế, những đường chuyền thành công của Quang Hải có thể tốt hơn nếu như anh không bị vướng bởi trọng tài. Phút thứ 90+1, số 19 nhận bóng từ đồng đội rồi ngoặt bóng về để chuẩn bị chuyền ra biên. Tuy nhiên, trọng tài đã chặn lại đường chuyền của Quang Hải, khiến cho anh phải ngoặt bóng thêm một nhịp nữa, sau đó mất bóng. Quang Hải tỏ ra không hài lòng khi bị trọng tài làm hỏng đường chuyền của mình. Vị vua áo đen sau đó cũng đã có tác động dường như là xin lỗi tiền vệ người Việt Nam. Pau đang có phong độ tốt khi bất bại 6 trên 7 trận gần nhất, tạm xếp ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng. Quang Hải góp công với một bàn thắng vào lưới của Rhodes, mang về trận hòa 2-2 cho Pau ở vòng 11. Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của Pau FC, nhiều tờ báo tại Pháp hết lời khen ngợi đội chủ sân Nuskam ngày thắng Annecy. Rạng sáng 16 tháng 10, Pau FC đã có được chiến thắng quan trọng 2-0 trước Annecy và tạm thời xếp ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng. Sau trận, đội bóng của Quang Hải nhận về cơn mưa lời khen từ báo chí nước nhà cũng như người hâm mộ. Tờ Frank Blois nhận xét về chiến thắng của Pau, cuộc đối đầu với Annecy chính là câu trả lời cho trận đấu tấn công hay và hiệu quả nhất từ đầu mùa của Pau FC. Trong một thế trận bị lấn lướt và phải thu mình về phòng ngự số đông, các học trò của huấn luyện viên Didier Tholot vẫn biết cách tận dụng tối đa cơ hội và khoảng trống để mở tỷ số sớm ở phút thứ 19. Không riêng gì Frank Blois, tờ Sud-Os cũng dành nhiều lời khen cho đội chủ sân Nuskam. Pau FC cuối cùng đã giành được chiến thắng thứ 3 trong 5 trận gần nhất, chiến thắng 2-0 trước Annecy, giúp cho đội bóng miền Nam nước Pháp vươn lên ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng. Đây là chiến thắng thứ 2 của Pau trên sân khách ở mùa giải này sau thành công của họ ở trận gặp Laval. Và điều quan trọng cần phải nhấn mạnh rằng là một trận đấu mà đội hình ra sân của Pau đã hoạt động cực kỳ hiệu quả, ít nhất là trên mặt trận tấn công. Tờ báo dành nhiều lời khen dành cho hàng công của Pau FC ngày Quang Hải không được ra sân đá chính. Tờ này sau đó có nhắc tới Quang Hải. Tuy vậy, do tiền vệ Việt Nam chỉ có mặt trên sân trong 13 phút, báo Pháp không dành lời khen cho anh. Như phong độ ấn tượng, đội bóng của Quang Hải đã leo lên vị trí thứ 13, vị trí cao nhất của họ từ đầu mùa. Tuy nhiên, cuộc đua trụ hạng vẫn là phải ưu tiên hàng đầu cho Pau, bởi lúc này họ mới chỉ hơn nhóm rớt hạng đúng 2 điểm. Vòng sau, Pau sẽ có thêm một cơ hội bứt phá nữa khi đối thủ của họ là Nîmes, đội bóng đứng thứ 3 từ dưới lên. Nîmes mới chỉ thắng 1 nhưng thua tới 6 trong 7 trận gần nhất. Dấu ấn lớn nhất của Quang Hải trong 5 trận gần đây chính là pha lập công gỡ hòa 2-2 trong cuộc đối đầu với Rhodes ở vòng 11 của Ligue 1 mùa giải 2022-2023. Trong 5 trận đấu gần nhất, câu lạc bộ Pau đã giành được 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Phong độ của đoàn quân huấn luyện viên Didier Tholot thuộc nhóm tốt nhất Ligue 1 ở thời điểm này. Họ chỉ kém nhóm các đội dẫn đầu như Le Havre thắng 3 hòa 2, Bordeaux thắng 4 hòa 1. Thành tích tốt nhất trong 5 trận vừa qua giúp cho Pau FC có được 14 điểm sau 12 trận, vươn lên ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng. Họ hơn đội đứng thứ 18 Nîmes 3 điểm. Khởi đầu cho chuỗi trận ấn tượng này là chiến thắng 1-0 trước Sète Laval nhờ pha lập công duy nhất của Monzambo Amine. Trong trận đấu này, Quang Hải không được vào sân ở phút nào. Tiếp đó, Pau FC giành được 3 điểm trước Valenciennes. Một lần nữa, Monzambo Amine sắm vai người hùng khi ghi bàn thắng duy nhất từ đường kiến tạo của Edi Civici. Quang Hải vào sân thay Monzambo Amine ở phút thứ 80 và không để lại dấu ấn nào. Anh thực hiện được 2 đường chuyền cùng một số nỗ lực phòng ngự giúp cho đồng đội bảo toàn tỷ số. Đến trận thua Metz 0-1, Quang Hải không được ra sân. Sau đó, anh trở về hội quân cùng đội tuyển Việt Nam và chơi khá tốt trong cuộc chạm trán với Ấn Độ ở giải giao hữu quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhờ nguồn cảm hứng từ tuyển Việt Nam, Quang Hải đã lấy lại được sự tự tin. Anh được huấn luyện viên Tholot tung vào sân ở phút thứ 78 để thay cho Iduba, người ghi bàn thắng mở tỷ số cho câu lạc bộ Pau trong cuộc đối đầu với Rhodes. Khi Quang Hải vào sân, câu lạc bộ Pau đang bị dẫn trước 1-2. Anh được huấn luyện viên Tholot xếp chơi ở vị trí hậu công, sau lưng tiền đạo Meron chốt. Quang Hải thường xuyên di chuyển gần và sẵn sàng xâm nhập vùng cấm. Cách chơi này đã mang lại hiệu quả. Phút thứ 86, Quang Hải di chuyển ra phía sau hàng phòng ngự của Rhodes để nhận đường chuyền của Savio Akwasi. Anh khống chế gọn gàng rồi cứa lòng hiểm hóc, cân bằng tỷ số 2-2 cho Pau. Trong tình huống này, Quang Hải gây ấn tượng với khả năng quan sát nhạy bén. Anh liên tục nhìn về phía cầu thủ Rhodes đang nằm sân để có thể phá bẫy việt vị khôn ngoan, ghi bàn trong sự ngỡ ngàng của đối phương. Hàng thủ của Rhodes đã dâng cao chủ động, nhưng họ đã không lường được việc đồng đội mình vẫn đang ở một vị trí rất thấp. Đó là lý do họ phản ứng mạnh mẽ với trọng tài. Thậm chí, ngoài đường biên, trợ lý của huấn luyện viên trưởng Laurent Pirelade đã phải nhận thẻ đỏ. Đến trận thắng 2-0 trước Annecy, Quang Hải vào sân thay cho Civici ở phút thứ 82. Tình huống đáng chú ý nhất của tiền vệ này diễn ra ở phút thứ 90+1. Khi đó, Quang Hải nhận bóng từ đồng đội, ngoặt bóng về phía sau để chuẩn bị chuyền ra biên. Đồng đội của Quang Hải có thể nhận bóng ở một vị trí rất thoáng bởi nhiều cầu thủ Annecy đã dâng cao tấn công và chưa kịp lùi về. Tuy nhiên, trọng tài đã vô tình chặn lại đường chuyền của Quang Hải trong lúc lùi về, khiến cho Pau FC mất quyền kiểm soát bóng. Thậm chí, họ còn phải hứng chịu một pha phản công nguy hiểm. Nhìn chung, Quang Hải chưa có quá nhiều đóng góp trong chuỗi trận ấn tượng vừa qua của Pau. Điều đáng khích lệ đối với tiền vệ này là huấn luyện viên Tholot và các đồng đội đều tin tưởng rằng anh có thể thi đấu nhiều hơn trong tương lai. Việc cần làm của Quang Hải bây giờ là tiếp tục tập luyện chăm chỉ, chờ đợi và tận dụng cơ hội dành cho mình. Từ đầu mùa giải, Quang Hải đã ra sân 9 trận, trong đấy có 2 lần đá chính. Anh chơi 240 phút, ghi 1 bàn thắng. Quang Hải là một trong 6 cầu thủ Pau đã lập công từ đầu mùa. Quang Hải cùng các đồng đội tại Pau FC sẽ có chuyến du đấu chính thức tại Việt Nam vào năm 2023 tới đây. Theo thông tin từ báo Tiền Phong, năm 2023, câu lạc bộ Pau của Ligue 1 sẽ sang Việt Nam du đấu. Cụ thể, Pau FC đã đạt được thỏa thuận hợp tác cùng thương hiệu Maison Sport, một hãng thời trang của châu Á, nhằm phát triển thương hiệu, hình ảnh của câu lạc bộ ra thị trường quốc tế. Theo nội dung của thỏa thuận này, thương hiệu Maison Sport sẽ hiện diện ở các vị trí nổi bật như trên áo đấu và bộ đồ tập của Pau FC, cũng như các biển quảng cáo trên sân nhà của câu lạc bộ hạng 2 nước Pháp. Đổi lại, Pau FC sẽ được quảng bá hình ảnh của mình tại thị trường của châu Á, nơi mà Maison Sport góp mặt. Đồng thời, Maison Sport sẽ hỗ trợ một chuyến du đấu của câu lạc bộ tại Việt Nam trong năm tới. Đại diện chủ sở hữu của câu lạc bộ bóng đá Pau FC, ông Bernard Laporte-Frey rất vui mừng vì sự hợp tác này. Chúng tôi rất vui mừng nhận ra ngày hôm nay là một bước tiến mới trong sự nghiệp phát triển quốc tế của chúng tôi thông qua quan hệ đối tác với Maison Sport. Sự hợp tác mới này sẽ mở ra cánh cửa của câu lạc bộ đến với một lãnh thổ mới với tiềm năng to lớn. Điều này làm tăng sự trao đổi phong phú cả về con người, hình ảnh và cấu trúc của đội bóng. Nếu thỏa thuận của hai bên được chốt hạ, Quang Hải sẽ có vinh dự lớn khi được trở về thi đấu tại quê hương trong màu áo mới. Tính đến thời điểm hiện tại, Quang Hải đã có hơn 3 tháng chơi bóng tại đất Pháp. Tiền vệ 25 tuổi vừa đánh dấu cột mốc đáng nhớ bậc nhất trong sự nghiệp của mình với bàn thắng đầu tiên cho câu lạc bộ trong trận đấu với Rhodes tại vòng 11 của Ligue 1. Pha lập công này của Hải Con đã giúp cho Pau FC giữ lại một điểm quý giá trước đối thủ. Pau FC đang dần lấy lại phong độ sau khi trải qua gần nửa giai đoạn lượt đi của Ligue 1. Hôm qua, tại vòng 12 của Ligue 1, đội bóng của Quang Hải mới đây đã có được chiến thắng 2-0 trước Annecy để vươn lên vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng của Ligue 1. Chia sẻ sau trận đấu, khi được hỏi Monzambo Amine ấn tượng điều gì về Quang Hải thời gian gần đây, tiền vệ này chia sẻ: Quang Hải đã nỗ lực và tiến bộ rất nhiều từ khi ra mắt. Cậu ấy rất thú vị và có một cái chân trái rất hay. Tính cách và tầm ảnh hưởng của cậu ấy là điều khiến tôi ấn tượng. Cậu ấy thi đấu liên tục và rất nguy hiểm khi ở gần vòng cấm. Chúng tôi có bóng, cậu ấy luôn đưa ra những đường chuyền quyết định. Hải đã có một trận đấu hay ở trận đấu trước. Cậu ấy sẽ rất quan trọng đối với chúng tôi. Tôi chúc mừng anh ấy về phẩm chất thi đấu cố gắng và cố gắng đến cùng. Với sự cố gắng và bàn thắng quý giá ở trận đấu trước, nhiều khả năng Quang Hải sẽ có được lòng tin của huấn luyện viên Didier Tholot ở những trận đấu tiếp theo của mùa giải của Ligue 1 năm nay. Người hâm mộ Việt Nam đang rất mong chờ được thấy tiền vệ xuất sắc nhất Việt Nam ra sân ở trận đấu tiếp theo. Ở trận đấu tiếp theo, đội bóng của Quang Hải sẽ trở về sân nhà Sète để tiếp đón Nîmes tại vòng 13 của giải đấu này vào lúc 0 giờ rạng sáng ngày 23 tháng 10.